Xuân Mỹ xin kính chào quý khán giả xa gần. Là đầu tiên thì Xuân Mỹ xin chúc quý khán giả xa gần bình an và may mắn trong cuộc sống. Video này thì Xuân Mỹ tiếp tục thông tin những nội dung liên quan đến cậu Út Gò Công và những tin tức khác ha cả nhà. Và bây giờ thì Xuân Mỹ xin mời mọi người hướng lên màn hình. Xuân Mỹ lấy cái cảnh những chiếc diều, những con diều. Thường thì vào mùa giêng, sau khi người dân hoàn thành cái việc rặt lúa vụ đông xuân thì những cánh đồng sẽ trống trơ gốc rạ, phơi nắng. Thì những cánh đồng trống là điểm thu hút những thanh thiếu niên thả diều. Mùa khô này là mùa thả diều cả nhà, cho nên và chúng ta liên tưởng tới cậu Út Gò Công cũng có một cái tấm ảnh về quê thả diều, cả nhà nhớ không? Cái tấm ảnh về quê thả diều, tấm ảnh một tấm ảnh rất là khớp nhưng mà nó cũng hơi tuổi thơ quá khứ chút xíu. Thì Xuân Mỹ tấm ảnh đó Xuân Mỹ không có làm ảnh nền, mà Xuân Mỹ muốn lấy cái tấm ảnh chung những chiếc diều, những chiếc cánh diều tuổi thơ để cho chúng ta hoài niệm về một cái tuổi thơ. Có người thì tuổi thơ dữ dội, có người thì tuổi thơ êm đềm, có người thì tuổi thơ đầy sôi nổi. Nói chung là tất cả chúng ta đều trải qua cái tuổi thơ, đẹp hay không đẹp là do mỗi hoàn cảnh của con người ha. Và như thường lệ, Xuân Mỹ vào kênh Hồ Văn Cường Official để nhắc mọi người là chúng ta có một cái kênh Hồ Văn Cường Official do anh Nguyễn Đức Thụy mở, hiện nay là 136.000 sub. Mong mọi người hãy tiếp tục ủng hộ kênh này. Đây là kênh chính thức của Hồ Văn Cường, ca sĩ gốc Gò Công, quán quân Việt Nam Idol Kids 2016. Và cái bài Tết quê hương bây giờ nó không còn nằm trong top, nó cũng 1.1.000. Và bài Tiếng Hát Kim Đa Đa thì chiều nay đã lên được thêm một mớ ngàn nữa, là 896.000 lượt xem ha cả nhà. Mong mọi người hãy tiếp tục ủng hộ kênh này để tăng view cho cậu Út Gò Công và tăng tương tác. Chúng ta còn vào nghe nhạc thì kênh Hồ Văn Cường sẽ được YouTube đề xuất lên trên trang chính của YouTube ha cả nhà. Rồi, đó là thông tin trên kênh Hồ Văn Cường Official. Xuân Mỹ muốn nói thêm một cái chi tiết này, rồi Xuân Mỹ sẽ đi vào chi tiết của trang Đại học Hoa Sen ha cả nhà. Hôm nay thì có sau khi Xuân Mỹ phát video, có một anh khán giả cũng viết status bình luận với Xuân Mỹ như thế này. Hôm qua vô tình, đây Xuân Mỹ cho cả nhà xem ha. Hôm qua vô tình thấy trên YouTube xuất hiện K88. Mình thì không mưa gì con nhỏ này, nhưng mà cũng tò mò nhấp chuột vào nghe thử xem nó nói gì. Thì ra là trường Việt ngữ, lúc kêu gọi thì không thấy sư nào hết, bây giờ tiền đã chia ra ăn xài hết rồi, lại đổ thừa cho sư nào đó bên Mỹ ăn hết, coi như trường Việt ngữ tan tành hết rồi nhé. Không ai nhắc lại nữa nha. Rồi xong, một ngôi trường Việt ngữ theo ước nguyện của FN nó giống như một trò đùa, nhưng đó là sự thật. Thì Xuân Mỹ cũng có phản hồi. Ngay từ đầu Xuân Mỹ đã nói đây là một trò lừa rồi. Lúc đó Xuân Mỹ còn dẫn chứng bên Mỹ có bao nhiêu trường dạy tiếng Việt, và thật sự cả nước Mỹ họ không thiếu trường dạy cho người Việt, vẽ vời ra để lấy tiền thiên hạ. Đúng là không còn gì để nói, đúng không cả nhà? Thôi, nghiệp ai thì người nấy gánh. Chỉ thấy nghiệp của cái người quá cố, quá nặng, cho nên là bây giờ khi mà về nơi chín suối rồi, người ta vẫn lấy cái tên ra người ta kêu gọi, và 500-700.000 đô là cả một gia tài của một người làm cật lực, có thể là một doanh nhân ở bên Mỹ mới dư được 500-700.000 đô, còn bình thường thì dư 100-200.000 cũng là may rồi cả nhà. Nhưng mà người ta huy động một số tiền lớn như vậy, nhưng bây giờ người ta nói như là gió thoảng mây bay qua vậy đó, giống như là một làn gió trôi qua rồi thôi, không còn gì để nói cả nhà vậy đó. Thôi thì ngay từ đầu Xuân Mỹ đã nhận ra cái trò này rồi, chiêu trò này rồi. Và cái người mà thầy, cái người bậc thầy trong cái chuyện kêu gọi quyên góp, đóng góp, đó là cái trung tâm băng nhạc thờ nờ từ nguồn gốc đó mà ra. Và đầu dây mối nhợ đầu tiên là bà chị Mary, chị Mary, rồi xong rồi tới là Chi Si, vợ cũ của Bằng Kiều ha cả nhà, rồi tới là FN thì cũng với cái mô tiếp là nhận con
nuôi rồi về rồi làm từ thiện này nọ nọ kia các kiểu thôi. Thì bây giờ để cho họ tự gánh cái nghiệp của họ đi. Còn đó mà còn đứa con gái của FN đó, rồi còn những đứa cháu đó, nói chung là nó còn dây mơ rễ má nhiều lắm, ai nghiệp ai người nó gánh ha cả nhà. Còn như Xuân Mỹ nói thì Út Gò Công đã trải qua những đã đi qua rồi những ngày đen tối của cuộc đời, bây giờ là đã ung dung tự tại mà đi tới. Tuy trong cuộc sống nó còn một cái gánh nặng đối với gia đình, nhưng gánh nặng trách nhiệm đó là lẽ thường trong những cái đứa con hiếu đạo với cha mẹ, cũng giống như anh Sơn đã dạy. Đó là một cái gánh trách nhiệm trên vai bình thường của bao người con hiếu đạo khác của người Việt Nam. Không lọc lừa dối trá, không có lường gạt ai để lấy tiền mà đi lên bằng chính sức lao động của mình. Và trong năm 2022 đó, sau khi được anh Thụy tặng kênh YouTube thì Cường cũng nỗ lực hát ở những show và show luôn luôn cháy vé, và được Mạnh Thường Quân xa gần gửi tiền gửi quà, và những cái bài hát thì được fan xa gần nghe và đều là đạt triệu view trở lên. Như vậy đó là một cái niềm tự hào của Cường. Bây giờ thì như thường lệ Xuân Mỹ sẽ vào trang đại học Hoa Sen để cho cả nhà một cái tin chiều nay, cập nhật chiều nay đại học Hoa Sen có những tin tức gì ha cả nhà. Xong song song với các cái hoạt động khác thì trong những cái ngày qua thì các bạn sinh viên của trường phổ thông trung học của các nơi như Võ Thị Sáu và UK Bà Rịa cũng đến tham quan trải nghiệm thực tế ở trường Đại học Hoa Sen. Đây là Xuân Mỹ cho cả nhà xem hình ảnh của các bạn Võ Thị Sáu và UK Bà Rịa Vũng Tàu đến tham quan trường Đại học Hoa Sen đây cả nhà. Đó. Chụp ảnh lưu niệm, giao lưu với các thầy trò nè, giao lưu với bạn Sen đó cả nhà, tham quan thực tế trường đại học, làm quen và giao lưu với các anh chị sinh viên khóa trước, giảng viên để nè Today I am Wasinger đó, để mình có thể mình có chọn trường đại học Hoa Sen hay không đó. Trường đại học Hoa Sen thì giới thiệu những cái hoạt động rồi trường rồi bên cạnh đó còn có trường nè trường song ngữ UK Bà Rịa Vũng Tàu, các bạn anh chị sinh viên của nhà hàng khoa du lịch nhà hàng khách sạn hướng dẫn gấp khăn nghệ thuật trải nghiệm pha chế đồ uống tại nhà hàng Vaten và tìm hiểu 28 ngành học thuộc 8 khoa của Đại học Hoa Sen. Rất là dễ thương đây nè cả nhà, những cái chi tiết nè đó được các anh chị dạy gấp khăn ăn đó, rồi đây gấp khăn hình con thỏ ngộ nghĩnh đó, đây cách pha chế nè cả nhà, chương trình nhà hàng khách sạn Waten. Nói chung nói tóm lại là như Xuân Mỹ đã nói, từ từ một năm trước thì Xuân Mỹ cũng đã có tìm hiểu và đưa thông tin về trường Đại học Hoa Sen rất là nhiều cả nhà, coi như là một năm nay Xuân Mỹ đồng hành cùng đưa tin với trường Đại học Hoa Sen. Thì cả nhà thấy là trên cái trang fanpage của Đại học Hoa Sen thì Xuân Mỹ, cái nick của Xuân Mỹ là fan cứng của trường Đại học Hoa Sen đó cả nhà. Và trên kênh Xuân Mỹ thì sinh viên và phụ huynh xem rất là nhiều, chính vì vậy mà Xuân Mỹ có cái thư mời trường Đại học Hoa Sen phát hành đến phụ huynh mời dự họp mặt tri ân 20 tháng 11, và trong đó có mời ca sĩ Hồ Văn Cường đó cả nhà. Thật sự mà nói thì nếu nói với kênh YouTube thì duy nhất chỉ có Xuân Mỹ là có cái thư mời đó thôi, và trường cũng không đăng lên trên cái kênh của trang của trường, mà sau đó thì trường đăng lên trên TikTok của trường hai cái đoạn bài hát của Cường hát đó cả nhà. Đó phần giao lưu khá là thú vị. Đây là phần chia sẻ đó cả nhà, đó là những cái hình ảnh mà các bạn sinh viên các bạn học sinh đến tìm hiểu, coi như là đã vào mùa tuyển sinh rồi đó cả nhà. Bây giờ là vào mùa tuyển sinh 2023 đối với các bạn sinh năm 2005 ha. Xuân Mỹ
Xuân Mỹ rất rất háo hức chờ đợi cái ngày mà cậu Út gò công tốt nghiệp nghe cả nhà. Ngày đó thì thật sự cũng không xa đâu cả nhà ơi, từ thời gian nó trôi đó thì nhanh lắm. Bây giờ thì Xuân Mỹ muốn cho cả nhà nghe lại cái một cái chiếc video mà Xuân Mỹ đã hôm qua đã làm. Đây. Ba đều ước cái nhà là cho con nhỏ với lại con gia đình con còn tính gì xấu xấu nhà đó không, nhưng mà con làm mấy con hay nhà con ngủ luôn. Từ đó con có một lần lỡ ngủ cái khu bên thì học ngủ quá luôn không đi học luôn. Dạ. Có bị đánh không? Khuya quá sáng mà con đi nhỏ con cả cho khỏi nhà con ngủ. Cả nhà nghe giọng của Hồ Văn Cường nhí 6 năm về trước. Đẹp á, tiếp tục đi. Xong một dạ có nào mà con? Dạ cô giáo con. Cô giáo con tên gì? Dạ cô giáo con tên Hoa. Con bảo là con đọc dạy thì con cũng thấy rất là bình thường. Thì đến tới bây giờ là đó con cứ bình tĩnh sống đó cả nhà. Cái chức quán quân đó thuộc về ai thì con cũng vui và con cứ bình tĩnh sống. Cái chức quán quân đó đối với con không quan trọng. Nếu mà con đạt thì con vui, con rất là vui và hiện tại con đang rất vui. Nhưng nếu cái chức quán quân đó mà tặng cho người khác, trao cho người khác thì con cũng bình thường và con cứ bình tĩnh mà sống đó. Và cái chữ bình tĩnh mà sống đó dường như là đi theo Cường suốt trong những năm tháng sau này và trải qua những sóng gió cả nhà thấy không. Trải qua những cái sóng gió của cuộc sống của mình trong 6-7 năm qua thì Cường đã bình tĩnh mà sống cho tới bây giờ cũng vậy. Cho nên mong mọi người cũng hãy bình tĩnh chờ đón những cái show mới của Cường và bình tĩnh trao đổi với nhau, bình tĩnh giao lưu với nhau. Không có việc gì phải sốt lên hết ha cả nhà. Và hãy chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, có những cái chuẩn bị để dự sinh nhật của Gò Công thì chắc chắn là ngày 11 rồi đó ha cả nhà. Xuân Mỹ chia sẻ với cả nhà một đoạn như thế. Và nhớ nghe cả nhà là sinh nhật. Sinh nhật thì Xuân Mỹ xin nhắc lại ngày 11 tháng 3. Các bạn FC nhận chuyển khoản đăng ký sinh nhật. Người lớn thì 500.000, trẻ em 10 tuổi trở lên thì 500.000. Và dưới 10 tuổi thì 250.000. Thu đến hết ngày 2 tháng 3. Xuân Mỹ xin nhắc lại một lần nữa, ai không có sử dụng Facebook ha, đối với là khán giả không có sử dụng Facebook mà muốn đi dự sinh nhật Cường thì kết bạn Zalo với Xuân Mỹ và ghi rõ khán giả kênh Xuân Mỹ, hoặc là muốn dự sinh nhật Cường thì Xuân Mỹ sẽ biết hay cả nhà, vì Zalo thì Xuân Mỹ ít truy cập, YouTube thì Xuân Mỹ truy cập nhiều. Và số là 0913136109, Xuân Mỹ sẽ kết nối mọi người với FC để đăng ký ha. Kể cả đăng ký áo gì đó thì Xuân Mỹ sẽ chuyển cho các bạn FC hết tất cả đó. Và đó là thông tin Xuân Mỹ cập nhật. Những cái trang tin thì hiện giờ những trang tin thì hiện giờ là
là cũng nói về Cường trong những về cái video mà những dòng chia sẻ tâm sự của Cường, những cái lời bộc bạch của Cường đó cả nhà. Thì bây giờ thì các cái trang thông tin cũng nói về cái dòng trạng thái, cái trạng thái chia sẻ những cái gì mà Cường đã trải qua, và fan thì cũng khi nghe thì cũng rơi nước mắt. Nhưng mà Xuân Mỹ nói với cả nhà là những ngày đen tối đã qua rồi, thôi mọi người hãy xem bây giờ thì cuộc sống Cường đã an yên trở lại và từ từ mình đi tới thôi. Đó, như cái câu nói Xuân Mỹ muốn nhắc lại cái 6 năm trước, như cái câu nói của con, con cứ bình tĩnh mà sống, và dường như cái câu nói ấy nó đã theo con trong suốt thời gian qua. Rồi, đó là thông tin về Cường. Bây giờ thì Xuân Mỹ muốn chia sẻ một trường hợp trong showbiz, một cụ bà, đó là nghệ sĩ Thiên Kim, người mà Xuân Mỹ đã từng thông tin hồi trước Tết là bà nguy kịch. Thì bây giờ đã hội nghệ sĩ đã thông báo nghệ sĩ Thiên Kim đã qua đời vào rạng sáng ngày 20 tháng 2, hưởng thọ 90 tuổi sau thời gian bạo bệnh ở Viện Dưỡng Lão Nghệ Sĩ. Hôm trước thì Xuân Mỹ có vô tình coi cái kênh của anh nghệ sĩ hài Nhật Cường đó cả nhà. Anh nghệ sĩ hài cũng đến thắp tùng trao quà cho các nghệ sĩ ở Viện Dưỡng Lão Nghệ Sĩ, thì thấy cô Thiên Kim này nằm ở trên giường bất động và không có còn tri giác, tức là không có biết gì nghe cả nhà, nằm liệt trên giường và rất là ốm, coi như là ốm. Những cái hình ảnh này là hình ảnh những cái vai diễn. Nhưng mà lúc Tết thì rất là ốm, con gái đến chăm sóc. Và sau thời gian chống chọi với nhiều bệnh như thận, tiểu đường, cao huyết áp, thấp khớp, bà đã qua đời. Hiện thì ban quản lý khu viện dưỡng lão lo hậu sự cho nghệ sĩ Thiên Kim. Đó, xin chia buồn với làng showbiz, với nghệ sĩ, một nghệ sĩ gạo cội, diễn viên gạo cội đã ra đi. Và một cái tin nữa, tin này thì cách đây mấy ngày xôn xao cộng đồng mạng, là một người phụ nữ dùng thân thể của mình đụng chạm với cảnh sát giao thông Thanh Hóa, rồi dùng những lời lẽ lăng mạ cảnh sát. Thì hôm nay công an đã chính thức khởi tố, đây được đăng trên báo Tiền Phong, Xuân Mỹ xin đọc cho cả nhà nghe ha. Khởi tố vụ án người phụ nữ lăng mạ dùng thân thể đụng chạm cảnh sát giao thông, đừng có xem thường pháp luật ha. Liên quan đến vụ người phụ nữ lăng mạ dùng thân thể đụng chạm cản trở cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ, công an huyện Bá Thước tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án chống người thi hành công vụ. Khi Xuân Mỹ xem video này được phát trên mạng và Xuân Mỹ tìm hiểu chi tiết, thì Xuân Mỹ đã có phán đoán là người này có thể bị truy tố về tội chống người thi hành công vụ, và thực tế là đã truy tố ha cả nhà. Sáng 20 tháng 2, cơ quan công an xác nhận liên quan đến vụ người phụ nữ lăng mạ dùng thân thể đụng chạm cản trở cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ. Công an huyện Bá Thước đã khởi tố vụ án chống người thi hành công vụ để điều tra các hành vi vi phạm. Hiện cơ quan chức năng tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Ngân, sinh năm 79, ở khu phố 1, thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước để điều tra. Như trước đó, lúc 11:20 ngày 16 tháng 2, tại địa phận Cành Nàng, huyện Bá Thước, tổ công tác cảnh sát giao thông huyện Bá Thước gồm 6 người do đại úy Bùi Tuấn Quý làm tổ trưởng đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông tại đây. Tổ công tác phát hiện Nguyễn Thị Ngọc Lan, sinh năm 98, điều khiển xe máy có hành vi không đội mũ bảo hiểm. Tổ công tác nè, bị còng mà còn lấn vô. Rồi, tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe, thông báo cho Lan biết lỗi vi phạm và tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định. Quá trình đại úy Bùi Tuấn lập biên bản, Nguyễn Thị Ngân, sinh năm 79, là mẹ chồng của Lan, đến xin tổ công tác không lập biên bản vi phạm hành chính đối với Lan nhưng không được chấp nhận, nên Ngân đã có hành vi giật, dò nát biên bản vi phạm hành chính, chửi bới những người trong tổ công tác. Đây, bị lập biên bản. Mặc dù tổ công tác nhiều lần nhắc nhở, yêu cầu dừng các hành động cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, nhưng Nguyễn Thị Ngân không những không chấp hành mà còn liên tiếp chửi bới, dùng tay đánh lực lượng đang thi hành nhiệm vụ nên đã bị tổ công tác khống chế. Sau khi bị khống chế thì Ngân vẫn tiếp tục có những hành động dung tục, áp sát, lăng mạ, xúc phạm chiến sĩ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Tổ công tác lập biên bản đối với Nguyễn Thị Ngân về hành vi chống người thi hành công vụ, bàn giao hồ sơ tài liệu đối với cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bá Thước, và công an huyện Bá Thước sau đó quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Ngân điều tra xử lý việc liên quan đến vụ việc nè. Đó, đối tượng nè cả nhà.
đó, chỉ vì một chút ngông cuồng mà. Cả nhà đợi Xuân Mỹ chút xíu ha. Nhà một chút xíu ngông cuồng, vi phạm không đội nón bảo hiểm mà lưu thông xe gắn máy trên đường là coi như là vi phạm rồi, nhưng mà phạt thì không đội mũ bảo hiểm thì cũng có vài trăm ngàn cái gì cả nhà, nhưng mà bây giờ là vi phạm tội vi phạm luật hình sự rồi đó, sẽ vướng vòng lao lý rồi đó, dù cái gì thì trong lý lịch của mình đã có một cái chấm đen đó. Mong là mọi người trong cuộc sống hết sức bình tĩnh và hành xử theo sống và theo đúng luật pháp ha, tuân thủ luật pháp, không ai có thể ngồi xổm lên pháp luật được. Rồi đó là thông tin Xuân Mỹ gửi chiều nay cả nhà. Bây giờ thì mọi người hãy trở lại kênh Hồ Văn Cường Official để ủng hộ cậu ấy và nghe nhạc để tăng tương tác với cậu ấy với khán giả. Và có thông tin sinh nhật thì Xuân Mỹ sẽ tiếp tục ha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà. Ai chưa bấm đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh, bấm chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo của Xuân Mỹ nha cả nhà. Và nhớ bấm like video cho Xuân Mỹ nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.